Em xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người. Trên tay em đang cầm là sản phẩm đèn LED trắng LED 3. Độ dài của LED là 34cm LED 3, bởi vì nó có 3 khoang. Với thiết kế bóng LED này, ánh sáng của nó rất là sáng. Thiết kế mẫu mã khá là đẹp. Cái này nó có thể chế độ cho rất nhiều loại xe, từ xe tải đến xe bán tải hoặc là xe con. Anh em nắp để hỗ trợ khi đi đêm hoặc là đèn, hoặc là đi sương mù, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Như em đã nói ở tất cả các video trước, tất cả các đèn LED nó đều hỗ trợ chân giá bắt, ốc bắt và lục giác đi kèm. Anh em có thắc mắc, có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ, liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 hoặc 0366495112 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tư vấn giải đáp, hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa, thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người ạ.